Thưa quý vị, nằm trong chuỗi các hoạt động phần hội của lễ hội truyền thống kỷ niệm 156 năm anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh, vào tối qua tại nhà thi đấu Đà Nẵng tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Liên đoàn Vô Việt Nam tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khai mạc giải Vô Việt Nam các lứa tuổi tỉnh Kiên Giang năm 2024. Giải đấu có sự tham gia tranh tài của gần 400 vận động viên nam nữ đến từ 11 đơn vị thuộc các huyện, thành phố trong tỉnh. Giải Vô Việt Nam các lứa tuổi tỉnh Kiên Giang là điều kiện để các vận động viên trong toàn tỉnh được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, thi đấu cọ sát nâng cao trình độ chuyên môn. Thông qua giải, đánh giá phong trào Vô Việt Nam các đơn vị, địa phương trong tỉnh, tiếp tục xây dựng và phát triển phong trào Vô Việt Nam, đặc biệt từng bước đưa Vô Việt Nam vào các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trong tỉnh để xây dựng bộ môn Vô Việt Nam trở thành môn học chính khóa trong thời gian tới. Em tập cỡ 6 tháng để chuẩn bị cho giải này. Và những lần em đi tham gia thì cũng tích lũy cho nhiều cho bản thân em rút ra nhiều kinh nghiệm hơn. Giải đấu năm nay được ban tổ chức đánh giá về quy mô và chất lượng chuyên môn tăng cao với sự góp mặt của gần 400 vận động viên nam nữ đến từ 11 đơn vị thuộc các huyện, thành phố trong tỉnh. Các vận động viên tranh tài ở các nội dung gồm thi đấu quyền 24 nội dung các lứa tuổi từ 8 đến 11 tuổi, 12 đến 15 tuổi và nhóm từ 16 đến 35 tuổi. Nội dung thi đấu đối kháng có 22 hạng cân gồm các nhóm tuổi từ 12 đến 15 tuổi, từ 16 đến 35 tuổi. Đặc biệt các vận động viên tham gia nội dung thi đấu mới, đồng đội kỹ thuật căn bản nam nữ với mỗi đội gồm 3 vận động viên. Cái giải đấu này thì giúp các bạn cọ sát với nhau, khiến các bạn có nhiều kinh nghiệm hơn. Như các bạn mới thì mình rút kinh nghiệm cho các giải sau, như là mấy bạn nhóm 1. Em tham gia 2 nội dung gồm 1 đối kháng và 1 quyền. Em sẽ cố gắng lấy huy chương vàng hạng cân 2 nội dung. Đến với giải đấu này thì giúp cho em thì đi cọ sát được với những đơn vị khác, giúp cho bản thân mình nó có những cái kinh nghiệm tốt hơn, và mang lại cho em những cái sức khỏe và những cái kinh nghiệm kiến thức tốt hơn. Thì em cũng đi được 3 giải, thì nói chung thì cũng quyết tâm giành được thành tích tốt nhất cho đơn vị nhà. Dịp này, đại diện lãnh đạo môn phái Vô Việt Nam Việt Võ Đạo trao bằng chứng nhận đạt kết quả tại kỳ thi thăng cấp cao đẳng Vô Việt Nam Việt Võ Đạo năm 2023-2024 cho các võ sư. Sau phần lễ khai mạc, các vận động viên bắt đầu thi đấu các nội quyền nam nữ. Các vận động viên tham dự giải Vô Việt Nam các lứa tuổi tỉnh Kiên Giang năm 2024 thi đấu từ ngày 20 tháng 9 đến ngày 23 tháng 9 năm 2024.